Tại sao mày lại cứng đầu như vậy hả? Rửa mặt đi coi. Chị ơi, chị tha cho em. Sao rồi em? Em cần phải biết lúc này em làm gì để thoát khỏi những cái trận đòn roi. Em hiểu không? Nhưng chị ơi, chị đừng bắt em làm những việc xấu xa đó. Em không thể làm theo yêu cầu của chị được. Nè, nói như vậy á là em nghĩ chị nè đang làm những chuyện xấu xa hả? Hả? Dừng mặt với mày. Thôi được rồi, chị cho em 3 ngày để suy nghĩ. Em nghe rõ chưa? Tiếp tục hành hạ nó cho tới khi nào nó gật đầu mới thôi. Tao nói cho mày biết, mày đã vô tới đây rồi thì tao kêu cái gì mày phải làm cái đó. Mày nghe rõ không? Không phải như là tiểu thư công chúa nha mày. Nha mày. Sáng cưa của Lan tới. Sau này Lan tới á, cứ để cho Lan vô đi, không cần phải thưa với anh đâu. Dạ em chào anh. Sau này em đừng có khách sáo nữa, tới thì cứ việc vô. Hiện giờ em là người đặc biệt của tổ chức, hơn nữa em là người đặc biệt nhất trong lòng của anh. Dạ. Khoan nói về công việc cái đã. Thay đồ xuống bơi với anh. Hôm nay em đâu có chuẩn bị đồ bơi đâu. Ở đây không thiếu bất cứ một thứ gì. Anh uống trước đi. Dạ em vô trong thay đồ bơi nha. Anh cũng không cần thiết phải gọi cho Lệ để nói chuyện của em đâu. Hơn nữa, anh là người đứng đầu của tổ chức, anh biết giải quyết như thế nào mà. Qua đây. Tao dặn là mày biết bao nhiêu lần rồi hả? Tại sao còn mày? Mày cứng đầu với tao từ bữa giờ đúng không? Cứng đầu hả mày? Còn mày nữa, qua đây. Nhớ mặt lên coi. Tao dặn mày biết bao nhiêu lần rồi hả? Còn mày, mày nữa, tao cảnh cáo tụi bay nha, đây là lần cuối nha. Tao dẫn khách tới là tụi bay phải đi, tụi bay không có quyền từ chối mà không có quyền lựa chọn nha. Coi chừng tao nghe chưa? Như thế nào? Nói chị dừng lại mà. Để dừng lại. Đó đi nè. Em thấy thì thả đi bắn nha.
Bây giờ mà em còn đòi điều kiện với chị à? Nhưng mà thôi, nể tình chị em á, chị cũng chấp nhận điều kiện của em. Nhưng mà nè, điều kiện á, trong khả năng của chị cho phép thôi nhé. Nói đi. Tôi sẽ nghe tất cả mọi yêu cầu của chị. Với điều kiện chị hãy thả những cô gái này ra. Ngày xưa mình tìm mọi cách để cứu cuộc đời của người khác, còn bây giờ mình lại gieo rắc tang thương xuống đầu người khác. Chị ơi, em xin chị, chị tha cho tụi em đi chị ơi. Chị tha cho em đi chị. Mấy con này á, em nói thiệt với chị á, tụi nó là những cái thành phần cứng đầu nhất. Em bực bội chứ? Mày nói cái gì? Tao nói cho mày biết, từ ngày sắp tới, nếu không có lệnh của tao, bất cứ đứa nào cũng không được tra tấn tụi nó, hiểu chưa? Trời ơi! Em lấy làm lạ trước hành động của chị quá. Càng ngày á, chị thấy càng kinh tởm trước những màn tra tấn kiểu đó. Chị khác xưa nhiều quá. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh Tàu Sáng không hài lòng đâu. Chị chỉ tạm thời tha cho tụi nó thôi. Mà chị nghĩ em cũng đừng có quá lo xa như vậy. Những chuyện gì không liên quan tới em, em cũng đừng có bận tâm. Và chị thừa biết làm gì để cho anh Tàu Sáng không nghi ngờ mình. Dạ. Những giấc mơ lương thiện về một tình yêu đẹp luôn là nỗi khát khao trong con người tôi. Tình yêu của mình và Trung trong quá khứ đẹp tựa một bài thơ, nhưng bây giờ bài thơ đó nó đã bị hiện thực xé nát. Đã sắp tới lúc ông phải trả giá rồi Tào Sáng à. Em đánh giỏi lắm. Đánh giỏi lắm nha. Tại á, vì anh nhường em thôi. Là có chuyện gì? Ngày tháng tự do của ông đang dừng ngắn lại rồi Tào Sáng à. Nè, em chuẩn bị đi. Tuần sau mình có chuyến hàng lớn. Đối tác là người Đài Loan đó. À, là nhập hay xuất anh? Là nhập. Hàng gì anh? Giống như đêm hôm trước. Dạ, em hiểu rồi. Ừ. Tiếp tục chứ. Được rồi. Cô ở đâu? Một chút rồi tôi tới liền. Mẹ, mày đi đâu vậy? Tôi có việc quan trọng cần phải đi. À, để con chở mày đi nha. Thôi được rồi, ở nhà đi.
Dạ con chào bác. Không dám. Chào cô. Con nghĩ là bác cũng đừng nên buồn phiền và nóng giận mỗi khi gặp con. Thật tình thì tôi cũng không muốn thấy điều đó. Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần gặp cô là tôi lại trở nên như vậy. Những chuyện trước kia chỉ là do người ta đặt điều biêu xấu con thôi. Tôi với cô chả liên quan gì nhau hết, nên cô cũng chẳng cần thanh minh với tôi. Tôi biết nhìn người mà. Nhưng mà cũng nói thẳng, hôm nay tôi đến đây gặp cô, chắc cô cũng hiểu rồi phải không? Chắc là chuyện liên quan tới Nam Thành Trung. Cảm ơn em. Chiếc nhẫn rất đẹp. Anh nghĩ cô ta sẽ thích lắm. Ok, nếu gặp anh sẽ hậu tạ. Tôi không biết cô phải làm cách nào đó để thằng Trung nó đừng nghĩ tới cô nữa. Nó chỉ chăm lo học hành thôi. Tại vì tôi không thể nào chấp nhận cái chuyện thằng Trung nó luôn nghĩ đến cô. Thậm chí nó còn cãi lời tôi. Nó bất chấp tất cả những nguy hiểm là vì cô. Tôi là mẹ nó, tôi phải làm sao đây? Trong khi nó sắp tới thì thi tốt nghiệp rồi, cô biết không? Con hiểu. Những chuyện xảy ra như vậy sẽ làm cho bác rất là buồn và đau lòng. Nhưng mà nếu như bác để ý kỹ thì trong khoảng một tuần nay anh Trung vẫn ở nhà và sinh hoạt bình thường. Sao cô biết? Con đã gặp anh Trung và nói rất là rõ ràng, nên bác cứ yên tâm. Lấy gì để đảm bảo lời cô nói chứ? Con không có gì để đảm bảo. Con xin bác hãy tin con lần này. Thôi được, tôi tạm tin cô lần này. Tôi mong đây cũng là lần cuối cùng giữa cô với tôi, sau này không ai phiền ai nữa. Chào cô. Tôi nghe đây. Được, tôi sẽ chuyển mail cho ông.
Tại sao vậy này? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy chứ? Không có người con gái nào trong đời của anh lại đặt nhiều yêu thương như em đâu Lan à. Anh thật sự quá thất vọng rồi. Sao em lại phản bội anh như vậy chứ? Như một nguyên tắc chung, những kẻ phản bội anh cuối cùng phải chấp nhận một kết cục thật phũ phàng. Sống không yên, chết cũng chẳng xong. Thật vậy, anh không muốn ra tay với em đâu. Nhưng nếu anh không ra tay thì đồng nghĩa với chuyện anh tạo cơ hội cho người khác kết liễu chính mình. Xin lỗi em. Lan, cho ly cái đá. Anh yên tâm đi, em đã xóa hết mọi nghi ngờ của Tào Sáng dành cho em rồi. Nhưng mà cách nào? Anh đừng quá xem thường em như vậy nữa. Nghĩa là em đã có tất cả bằng chứng mà Tào Sáng phạm tội. Em nói thật hả? Đúng như vậy. Những nỗ lực của em cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Như vậy thì ngày Tào Sáng xa vào lưới pháp luật sẽ không còn xa nữa đâu. Hắn sẽ phải trả giá cho những tội ác mà hắn đã từng gây ra. Gieo gió ắt sẽ gặp bão, đó là quy luật ở đời thôi. Sao anh thấy em buồn quá vậy? Cảm ơn em. Có chuyện gì nói anh nghe đi. Tào Sáng rồi sẽ vào tù, còn em thì sẽ như thế nào? Em cũng sẽ không tránh khỏi dòng lao lý đâu. Em cũng phải trả giá cho những việc làm mà em đã từng gây ra. Anh tin là pháp luật công minh. Em có tội, nhưng em cũng có công. Anh nghĩ không đến nỗi nào đâu em. Anh đừng có an ủi em. Em biết chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi. Anh yên tâm đi, em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý và tinh thần để đón nhận rồi mà. Ngày mai em sẽ giao cho anh những bằng chứng mà em đang có, và rồi em cũng sẽ vẫn tiếp tục theo dõi và ghi hình những hoạt động của Tào Sáng, những địa điểm mà Tào Sáng giao dịch, những nơi Tào Sáng giam giữ người. Rồi anh lấy đó làm bằng chứng mà đưa cho công an. Anh hiểu, nhưng em hành động một mình phải thật là cẩn thận. Anh lúc nào cũng lo lắng cho em hết. Em ước gì thời gian có thể quay trở lại. Thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại, nhưng tình cảm của anh và em chắc chắn sẽ quay trở lại. Không bao giờ. Tình yêu mà anh dành cho em không thể nào diễn tả nên lời được. Anh tin rằng một ngày không xa đâu, chúng ta sẽ được ở bên nhau. Nhất định là trong tuần này mình sẽ cố gắng hoàn thành những việc khó nhất.
Nè, việc cho tao giao cho tụi bay làm xong chưa vậy? Dạ, tụi em đang gấp rút bình thường. Gấp rút cái con mẹ tụi bay á. Bây giờ tụi bay cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành nhiệm vụ đây? Dạ, anh thông cảm, tụi em cũng gần xong rồi. Nè, nếu để xảy ra bất kỳ một chuyện gì thì đừng có về gặp mặt tao nghe chưa? Dạ, dạ, em biết rồi. Nhanh đi. Alo Tuyết hả? Dạ. Sao rồi? Chuyện anh giao cho em xong chưa? Ngày mai em còn gặp một đối tác cuối cùng nữa là em xong rồi anh. Ừ. Lo xong sớm, về đây gặp anh gấp nghe chưa? Ờ, dạ có chuyện gì vậy anh? Chuyện quan trọng lắm không anh? Nếu không quan trọng, anh gọi cho em làm gì? Dạ, em hiểu rồi. Anh Trung, những bằng chứng hiện có, anh nên giữ một bản copy. Để lỡ nếu em có chuyện gì á, anh còn có bằng chứng để tố giác Đào Sáng. Anh hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh Sáng, chị Lan gọi. Nghe đi. Dạ, em nghe chị Lan. Mấy cô gái mà chị dặn em coi sóc ở đây đâu hết trơn rồi? Dạ, em cũng không biết nữa. Cái gì? Em nói em không biết là sao? Em là người coi sóc những người ở đây mà. Dạ, em cũng đành chịu. Em gọi cho hai thằng canh gác, nó cũng không bắt máy. Thôi được rồi, em lo mà liệu hồn á. Làm sao mà ăn nói với anh Tào Sáng á. Nếu mà để anh Tào Sáng biết chuyện này á thì không có hay đâu nha. Chị yên tâm, chuyện đó để em giải quyết. Vậy còn những chỗ giam giữ khác thì sao? Chị để em kiểm tra lại. Kiểm tra lại là sao? Có gì á thì báo cho chị liền nha. Nếu không, chị sẽ không giúp được gì cho em trước mặt anh Tào Sáng đâu. Dạ, em biết rồi chị. Đúng như những gì anh dự đoán. Mẹ nó, khốn nạn mà. Vậy bây giờ mình tính sao hả đại ca? Theo em, mình nên khử nó luôn để trừ mối hậu quả sau này. Muốn đấu với tao, tao sẽ cho nó đấu tới cùng. Anh lại muốn chơi nó như cái vụ thằng Thành Trung hả? Cuộc đời của tao chỉ có mê tiền và đàn bà. Nhưng mà bây giờ lại có một đối thủ xứng tầm, đó là một điều thú vị chứ. Cô là ai vậy? Chị tìm ai à? Tôi hỏi cô là ai? Tại sao ở đây vậy? Tôi là chủ cái nhà này. Cái gì? Chủ căn nhà này á hả? Ừ. Chị tìm ai ở đây vậy? Cô mua căn nhà này hồi nào? Hôm qua. Ông chủ cho tôi dọn tới ở trước, trước khi chồng tiền và sang tên đầy đủ. Cảm ơn cô. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Alo. Anh Trung ơi. Anh vừa định gọi cho em thì em gọi cho anh nè. Tất cả những cái điểm giao dịch, tất cả những điểm chứa gái của Tào Sáng, tự nhiên mọi thứ đã biến mất hết rồi. Sao lạ vậy? Em không biết nữa. Em chính là người quản lý hết tất cả địa điểm đó. Nhưng mà bây giờ chính em cũng không hiểu tại sao nữa. Hay là em làm lộ thông tin rồi? Như vậy thì không được rồi. Em phải tìm cách thoát thân đi. Anh yên tâm đi, anh đừng có lo lắng quá. Trước khi em thực hiện chuyện này thì em biết chắc chắn rồi sẽ có ngày em sẽ bị lộ mà. Anh không yên tâm để em ở bên cạnh hắn. Đồng thời USB mà em đưa cho anh, trong đó có chứa đoạn clip lạ lắm. Đúng, đúng là những cái clip đó là những hình ảnh rất là quan trọng. Trước khi em chuyển cho anh, em đã kiểm tra rất là kỹ. Toàn bộ trong clip là hình ảnh phạm tội của Tào Sáng. Nhưng mà bây giờ mọi thứ đã bị thay đổi hết rồi. Chắc chắn là đã có ai đó đã đột nhập vào máy tính của em đó. Anh thật sự không hiểu. Chỉ duy nhất Tào Sáng có chìa khóa nhà em thôi. Anh đừng lo, anh chờ tin của em nha. Alo. Anh hả? Em có một chuyện này quan trọng muốn báo với anh. Em cứ việc nói đi. Em không hiểu tại sao á, mấy cái địa điểm giao dịch của mình, rồi mấy cái chỗ nhà chứa nữa, tự nhiên mọi thứ đều mất hút hết. Có chuyện đó nữa hả? Chính em cũng đang thắc mắc nè. Em tin là tụi đàn em của mình không bao giờ dám bán đứng mình đâu anh. Ok, để anh lo. Dạ. Không xong rồi anh à. Tất cả những chứng cứ đều bất lợi cho em. Em chắc chắn là do Tào Sáng đã làm. Anh yên tâm đi, Tào Sáng sẽ không bao giờ dám giết em đâu. Không dám làm điều đó với tôi hả? Sao? Mày thấy cái cách của tao có được hay không? Em thấy nên muốn chơi vui với nó. Tại sao anh không tìm một cách vừa vui, vừa lạ, vừa độc đáo? Mày có cách gì à? Anh hãy... Alo em nghe. Alo, Lan hả? Em khỏi tới nhà anh đi. Em hãy tới rừng cao su nha. Tại sao em phải đến đó? Anh làm em hồi hộp quá. Vậy ha. Hy vọng là chưa đến lúc để mình sử dụng.
Em cũng đang rất là tò mò về món quà bất ngờ mà anh nói là muốn tặng cho em. Chẳng những là một món mà là hai món. Anh nói vậy á, càng làm cho em thêm tò mò hơn nữa. Anh nghĩ em sẽ rất là bất ngờ. Cùng lắm á thì cả tôi và ông cùng chết. Đúng là một điều bất ngờ thật. Em đoán thử chiếc nhẫn này trị giá bao nhiêu? Anh lại làm khó em nữa rồi. Em làm sao mà biết giá trị của chiếc nhẫn này? 10 tỷ đó. Quả là một món quà quá giá trị. Có vẻ hình như em không thích món quà này thì phải. Không phải. Chẳng qua là em quá xúc động vì em không nghĩ rằng anh có thể tặng cho em một món quà giá trị như vậy. Vậy em có thích nó không? Anh thừa biết câu trả lời của em như thế nào mà. Anh muốn chính miệng em nói ra. Em rất thích. Em biết là trên cuộc đời này em là người phụ nữ mà anh yêu thương nhất. Đúng không? Từ trước tới giờ anh chưa yêu một người phụ nữ nào như em hết. Nhưng tại sao em lại phản bội anh? Tại sao? Anh nói em là sao? Em không hiểu. Em không hiểu. Bây giờ em muốn là anh tự nói cho em nghe hay là chính miệng em nói cho anh biết? Nói vậy nghĩa là anh đang nghi ngờ em sao? Anh không hề muốn nghi ngờ em. Chính bản thân em bắt anh phải nghi ngờ em. Thì anh bắn chết em đi. Em thừa hiểu anh là một con người như thế nào. Nếu em được chết dưới tay anh thì đó cũng là diễm phúc của cả cuộc đời em rồi. Nhưng trước khi em chết, anh muốn chính miệng em nói cho anh biết toàn bộ sự thật. Là sự thật gì? Tại sao em lại ghi hình tất cả những cuộc giao dịch của anh để làm gì? Thì ra là anh biết những cái chuyện đó hả? Phải. Anh biết tất cả những chuyện của em làm. Chuyện đó em chưa kịp nói với anh là anh đã hiểu lầm em rồi. Em nói vậy là sao? Em còn chối nữa hả? Em đã nói thật. Nếu anh không tin, tùy anh thôi. Ngày hôm nay em đi qua nhà anh là cũng chỉ muốn nói cho anh rõ ràng hết sự thật. Em cũng ghê quá chứ. Vừa muốn tìm bằng mọi cách để triệt phá anh, vừa tìm cách để nói cho anh biết hả? Em đâu phải là thủ phạm đâu. Em phải sợ chứ. Em đừng có nguy hiểm. Tại sao em làm vậy? Tại sao? Em đã nói là em không có làm. Anh không việc gì em phải sợ. Tất cả mọi chuyện này là do con Tuyết. Con Tuyết nó làm. Cái gì? Con Tuyết làm? Đúng vậy. Anh nghĩ con Tuyết nó không đủ tầm để làm chuyện này đâu. Bản thân em cũng nghĩ là
không bao giờ nghĩ được con Tiết nó dám làm chuyện đó. Em ơi, sao vậy? Chết rồi. Cái gì? Trời ơi, chết rồi. Bị sao? Chuyện lần này. Bị cái gì, Dũng? Dũng, bị cái gì? Chết thiệt rồi. Bị bệnh tim. Hồi nào mà thở không có được. Thở không có được. Đi vô nhà đi. Chết rồi. Khó thở, từ từ thôi, trời nhiều người bệnh mà. Ngồi đi. Ngồi đi, tôi dắt xe một cái. Trời ơi. Sao thở không nổi vậy trời? Ông sao rồi? Khó thở quá. Hả? Khó thở quá trời luôn trời ơi. Nó nghe nè. Sao? Lỡ như tôi có chết đó, tôi có một cái yêu cầu nho nhỏ bà làm cho tôi được không? Bà trước khi chết, bà hôn tôi một cái cho tôi mãn nguyện cũng được. Hôn đi. Ôi da. Trời ơi, sao tự nhiên mà tát tôi? Tôi kêu hôn mà. Khỉ á chứ hôn. Bà tưởng tôi 3 tuổi hả? Giả bộ làm những cái chuyện mà hôn xong là tỉnh. Giỡn xíu thôi. Leo. Quy rồi. Không xong, có chuyện lớn rồi. Chuyện lớn thiệt rồi. Sao hai người nên, giống vậy? Mày nín. Hả? Tao mới diễn xong. Tao mới chạy vô tao diễn xong. Tao nói là cũng y chang như mày đó. Thế xong tao bị tát một cái bóp. Đó. Mặt bộ tao chứ không phải bộ mày. Mày mới bị tát hả? Ừ, mới bị tát bên đây xong nè. Mới bị tát bên đây hả? Ừ. Tát bên đây cho nó chẳng. Tự nhiên cái vô hay. Mày tát tao là sao? Tát cái gì? Im, bình tĩnh cho tao nói nè. Cái gì? Có chuyện nguy hiểm rồi. Chuyện gì? Lan bị lộ rồi. Cái gì? Mày giỡn mày. Tao nói thiệt. Trời. Chính Lan nói với tao nè. Lan nói là muốn một mình điều tra Tào Sáng. Rồi cái bị Tào Sáng phát hiện chân tướng. Hồi tối này là Lan điện thoại nói cho tao biết nè. Nhưng mà từ hồi sáng tới bây giờ tao gọi hoài mà Lan không bắt máy. Gọi không được luôn. Chết cha. Cái này là chết chắc chứ chết cha cái gì. Vì giờ phải làm sao? Bây giờ làm sao vậy? Mày đi theo tao. Mày làm gì? Qua nhà Tào Sáng cứu Lan. Nữa hả? Trời ơi, mày dám tao đi được nữa không? Được mà, tao tin tưởng mày đi được. Yên tâm đi, đi với tao, đi. Mày lỡ như gia đình tao bị gia lây nữa sao? Tùy mày. Tao đi à? Thôi. Vì bạn bè tao đi đó. Đến về. Cố lên. Yên tâm đi. Hai người cẩn thận nha. Lan ơi! Lan! Lan ơi! Lan! Lan ơi!
Đại ca, đại ca về trước đi, để tụi em trông coi được rồi. Tụi bay về trước đi, tao không yên tâm. Em cũng không ngờ chị Lan lại... Sai lầm của tao, tao đã nghi ngờ Lan. Đại ca đừng có tự trách mình nữa. Mẹ nó, con Tuyết, chắc chắn nó phải chết. Em cũng không ngờ là chính là cô ta làm. Mày có điều tra được đám giang hồ tối hôm qua là ai không? Dạ, chưa anh hai. Mau đi điều tra đi. Còn đám đàn em của mình á, bị tụi nó bắt, tranh thủ giải cứu tụi nó, trễ quá nguy hiểm cho tụi nó đó. Nhưng mà anh có nghĩ đám người đó chính là người của Tuyết không ạ? Alo. Ôi mẹ nó, có chuyện gì vậy đại ca? Tập trung anh em, theo tao. Tại sao chỉ có hai thằng bay vậy? Dạ thưa anh Sáng, tụi nó đang tới. Nếu như 10 phút nữa tụi nó không có mặt, tao giết hai thằng mày đó. Nếu tao không giết được đám tụi nó, tao thề là không phải làm người. Lan ơi, em tỉnh dậy đi Lan. Anh... Không sao đâu, em yên tâm. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ có cách này em mới thoát chết dưới tay của Tào Sáng thôi. Anh lo cho em nhiều lắm, em có biết không? Em biết, em biết là anh lo cho em lắm. Nhưng mà bây giờ em đã không sao rồi mà. Anh không thể nào để em trong tay của Tào Sáng được nữa. Anh yên tâm đi, sau lần này em đã hóa giải được mọi nghi ngờ của hắn ta rồi. Nhưng mà cách nào? Sau này em sẽ nói cho anh nghe. Còn bây giờ anh hãy mau đi đi. Nếu để cho Tào Sáng bắt gặp á, thì cả em và anh đều nguy hiểm lắm, anh biết không? Nhưng mà anh không cam tâm. Em đã nói là anh yên tâm đi mà. Em chỉ còn có vài bước chân nữa thôi là em có thể thu thập được tất cả chứng cứ của hắn rồi. Con mẹ mày, cũng cho tao hả? Trước đây thì tao không dám, nhưng ở khu vực giáp ranh biên giới này, mày cứ chỉ đạo đám đàn em hoành hành quá, tụi tao còn làm ăn được gì? Sao? Không làm ăn được hả? Hôm nay tao giết hết tụi bay luôn á. Không dám đến điểm hẹn của tụi tôi đưa ra, liệu có thoát thân được không? Trong thời gian vừa qua, tụi tôi nhượng bộ, chẳng qua là để củng cố thế lực mà thôi. Tụi này dám khiêu chiến với ông á, thì tụi này không phải là vừa đâu. Tao nói cho tụi bay biết, một khi tao đã tới đây rồi thì tao chả sợ thằng nào hết. Chưa bao giờ Tào Sáng biết khuất phục thằng nào đâu, tụi bay nhớ đó. Tao hiểu.
Tao biết mày rất thương lính của mày, mày nỡ nhìn tụi nó chết hay sao? Giở trò uy hiếp tao hả? Thay vì đụng độ nhau, tại sao chúng ta không thương lượng nhau chứ? Cái gì? Tụi mày có cái chói thương lượng với tao? Nếu không nhờ con Lan che chở cho mày một nhát dao thì bây giờ mày đã mồ yên mã đẹp rồi. Ủa gì? Nè, được, mày muốn thương lượng chứ gì? Muốn thương lượng điều gì? Nói đi. Phải vậy chứ. Tao muốn mua lại khu dự án phức hợp của mày. Nếu mày đồng ý thì mày sẽ có lợi nhuận rất lớn. Và thả đàn em của mày ra. Vậy à? Buông ra mày. Tránh ra. Nói tụi nó tránh ra. Bắn bể đầu hết bây giờ đó. Tao cho tụi bay biết nghe chưa? Đừng có mà đe dọa tao. Thằng Đào Sáng này không sợ thằng nào đâu. Tụi bay nhớ đó. Viên đạn này tao thay mặt con Lan tặng lại cho mày đó. Biết. Con Tuyết nó đã về chưa? Nếu như nó về, bắt giam nó cho tao. Tao có điện thoại cho nó, nhưng mà nó không liên lạc được. Rất có thể nó bỏ trốn rồi đó. Và những gì Lan nói chắc chắn đúng 100%. Ừ. Alo. Em hả? Em ăn cháo chưa? Dạ em ăn rồi ạ. Ừ, chút nữa anh vô. À, mà anh đã tìm ra được băng nhóm nào định thủ tiêu mình chưa? Anh đã giải quyết xong chuyện đó rồi. Từ đây không ai dám làm phiền chúng mình nữa đâu. Dạ.